Rồi ok, mến chào anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ ba. Cái lộn, trưa chứ. Trưa ngày thứ ba em lên sóng một chiếc đèn tròn 70 nha anh em. Dash 92. Xe là tình trạng nguyên zin. Xe này là order đúng 7 8.000 nha anh em. 8.000. Chưa có qua dọn, chưa có qua vệ sinh gì hết. Bàn thờ là xấu, bị nổ sơn, xi nhan là đẹp. Pha đèn xe này là chuẩn ở đầu nha, câm niền là zin hết. Niền trước sau là Futaba tháng 9 năm 92 nha anh em. Đây, Futaba 1.2 tháng 9 năm 92. Vỏ đun lớp là như mới. Ba ga si rin đẹp. Yên là đế mút rin, da rin. Đây, đế sắt nha, 92 là còn đế sắt nha. Cùng sân lớn là chưa có bị dặm sơn luôn nha anh em. Xe này là nói chung chưa qua dọn, chưa qua bùa phép gì hết, nên nhìn nó cũng không có được bắt mắt gì lắm. Đây, cam sao cam rin luôn nha. Vỏ đun lớp là như mới. Pha đèn. Đây, hộp sơn là ngay đây nó bị xịt sơn nhẹ từ Nhật nha anh em, chứ không phải là ở đây bắn nha, bị xịt nhẹ ở đây chứ. Đây niền sao cũng là 1.4 tháng 9 năm 92 luôn. Niền là cùng tháng cùng năm. Máy móc là bao nguyên zin nha anh em, đầu nồi chưa mở. Máy này là bao 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 tơi. Tại vì nó đầu chuẩn á, mình chạy nó còn đã lắm, còn ngon lắm. Đây, anh em nhìn đầu bò nè. Nói chung mấy cái xe mà chưa qua vệ sinh thì mình nhìn nó không được mắt cho lắm, nhưng mà thực chất những xe này rất là ngon. Mà cái bẩn này là bẩn chưa cạo luôn, chưa đánh bóng, chưa gì hết luôn, không bể không nứt gì luôn. Đây bẩn nè, nắp còn nguyên luôn, đúng bẩn 86 nha. Cánh chim nè, logo mỏng nè, cánh mỏng nè đó. Bẩn là hai bên là không cạo, không nứt, không có bị gì luôn, này là đúng bẩn cọp luôn. Rồi, máy móc bên trong nè. Anh em nhìn nó dơ nè, chưa có qua vệ sinh chưa nhé, mới có rửa sơ sơ rồi. Cặp lốc này không bắn nha. Này, lồng lồng bên đây còn sơn rin, lồng 72. Nguyên chiếc này em bán là giá là 47 triệu nha anh em. Chung xe này order chuẩn nên giá nó cũng hơi rét. Anh em chịu khó về mình vệ sinh kỹ là với châm đồ vô him nó mới hoàn hảo được. Còn anh em nào muốn thì muốn rạ lấy phụ tùng thì em bán bộ màu là 10 triệu. Bộ màu 10 triệu. Được thì lấy bộ màu. Đây, để em nổ máy cho anh em nghe thử nha, máy là bao tơi luôn, chì rin luôn. Máy là bao cực im. Đây,
Anh em nào mua cục máy này chạy ghét lên chạy là bao tê luôn, order chuẩn 8.000 đó, bởi vì mình chạy nó rất là sướng. Chứ không phải là những cái cục máy mà nó chạy quá nhiều rồi nó dọn, nó vệ sinh lên mình thấy nó đẹp mắt vậy thôi, chứ chạy thì nó không ngon bằng. Ba ga nè, xe được ba ga đẹp, yên đẹp, vững đẹp. Cặp bánh thì cũng còn khá, nhưng mà được cái là niền trước sau là cùng tháng cùng năm. Vỏ thì mới, đây. Bánh sau đẹp hơn bánh trước. Dàn màu xe này chỉ có cái bàn thờ là hơi xấu, còn lại là về rồi cũng đẹp. Bao là không có dặm tuốt gì hết. Đó, bẩn là bẩn đúng bẩn cọp luôn. Rồi anh em nào cần nguyên xe hay là phụ tùng gì cứ alo em nha.